Thế thì mẹ dặn là thứ bảy chủ nhật không được chơi gì. Nhưng mà thôi thì chúng ta đếch chơi quét cũ nữa. À đếch, đếch chơi quét mới nữa, chúng ta chơi quét cũ đi. Con quét trước mặt các bạn đây thì nếu như các bạn nào mà theo dõi trên Telegram ấy thì mình có đầu tư, các bạn nhìn đây, ở phần lịch sử thì xin ít mình có vào ở đây đây. Đầu tiên mình đã vào trước rồi, thực ra về cá nhân mình thì cũng đã chơi đây. Mình đã có vào 50 đô trước và 56 đô này. Thực ra có trong cái quá trình ấy mình cũng đã đầu tư thêm rồi. Bây giờ thì mình cũng sẽ làm nữa. Đây các bạn nhìn này, make UC này. Mình sẽ chọn cái blend hợp lý nhất mà mình thích nhất, đó là blend 112% trong vòng 24 tiếng. Và vì vì cái blend này ấy, nó chỉ là từ 50 đô đến 100 đô, mà trong cái đó mình đã chọn blend này đến 50 đô rồi. Tiếp ra lần này thì mình chỉ có thể vào được thêm 50 đô nữa. Mình chọn hệ thống thanh toán là Perfect Money. Mình đã vào trước 50 đô ở BE rồi. Bây giờ thì mình lại vào tiếp 50 đô nữa ở Perfect Money vì mình chỉ có thể vào được ấy thôi. Nó không cho các bạn vào hơn ở trong một blend, nó sẽ không cho các bạn vào hơn nhé, nó chỉ đủ mắc như vậy thôi. 197. Ok, xem chương thanh toán này. Ok, thực hiện thanh toán. Ok, tiếp tục. Ok, đây sao mình đi xin lead này. Đấy. Các bạn sẽ nhìn thấy đây là mình có hai plan, hai cái gói đầu tư mà mình đã mở lên, đó là một gói là 50 đô với perfect Bayer. Đây Bayer. Trong vòng 24 tiếng mình sẽ nhận lại là 56 đô. Gói tiếp theo cũng là bằng Perfect Money với 50 đô và trong vòng 24 tiếng mình nhận lại là 56 đô. Ok thì con này mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Và hiện tại thì đây, mình sẽ tiến hành rút tiền cho anh em xem. Hiện tại thì web vẫn đang rút tiền một cách bình thường. Bây giờ mình giả dụ rút 15 đô về đi. Đó. Đây, xong này, mình sẽ rút tiếp 3 đô ở Perfect Money. 3 đô. Rút này. Ok, bây giờ mình sẽ cập nhật cho các bạn nhìn thấy 3 đô về. Đây. Để cho các bạn thấy rằng là web đang đầu tư và đang rút, đang thông. Đây, 3 đô đây. Ok. Thì về cá nhân mình thấy thì ở trong anh em đầu tư con này thì ở thời điểm này nó đang đuối dần. Vì sao? Vì nếu như các bạn xem lại cái clip cũ của mình ấy thì mình đã nói với các bạn là ở ngày đầu tiên khi nó mới ra nó mới mở được có hai blend này một blend này thôi. Nó chưa mở được thêm blend khác, nó chỉ mở được một blend này, hình như một blend hay hai blend gì đấy, mình cũng không nhớ rõ lắm. Thế là một blend thôi. Thì những blend này nó chưa mở hết thì ngày đấy mình bảo là khi nào mà những blend này nó mở hết thì là ngày scam nó sắp đến. Thì đây chúng ta có thể nhìn thấy rằng là web hiện tại mình vừa vào thêm này, ở đây thì mình vừa rút tiền, các bạn thấy thông báo này đấy, ở trong top người Việt Nam Thiên Châu vào 680 đô này, còn đâu này cũng đứng top thì cũng là 1.250 đô là người nước ngoài này, đây là top đầu tư. Hiện tại con web này thì chạy đến ngày hôm nay á thì nó đã rơi vào khoảng 11 ngày chạy rồi. Đấy, nó một rơi vào giờ gọi là nguy hiểm, trong những giờ nguy hiểm. Nhưng mà không sao, thực ra về cá nhân mình thấy ấy, những cái con như thế này mà nếu nó chạy bon thì các blend này mở, và con này là mùa đầu tiên, con này có nghĩa là nó chưa trở thành giống những cái con huyền thoại là nó sẽ chạy rất nhiều mùa rồi đúng không, nhưng con này nó là mùa đầu tiên. Thì khi đối với một con mùa đầu tiên thì nó sẽ khá là thành công, và sự thành công của nó mình nghĩ rằng là nó sẽ thành công ở 17 ngày. Thì để mà cho nó ok nhất ở trên con này và để cho nó có những cái video đặc biệt để cho các bạn là cái thời điểm này để các bạn có thể bung tiền. Mình thì các bạn nhìn thấy đây bung nhiều rồi, đúng không? Thì ra thời điểm này là giống như kiểu là chúng ta tích lũy năng lượng ấy để chúng ta có thể bung tiền ở một quét tốt khi mà con này nó chạy 11 ngày rồi, khá là tốt rồi. Thì trong cái thời điểm này là thời điểm mình thấy khá là bon và giảm thiểu rủi ro rất là lớn vì các blend đã được mở hết toàn bộ. Là nó cố gắng là duy trì blend, nhưng mà dù sao thì cũng có rủi ro bởi vì đây tổng số đầu tư và cái tổng số đầu tư và cái tổng số rút nó khá là gần nhau, chênh nhau khoảng 10.000 đô la thôi, không 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 chênh nhau quá nhiều. Là các bạn có thể thấy là cái tỷ lệ thanh toán của nó tốt đến mức như nào. Thì về cá nhân mình thấy thì chúng ta sẽ đánh 2 ngày căng đét như mình vừa rồi. Căng đét ở đây cho nó mức độ an toàn là 112% là 100 đô là mức độ an toàn, vì nếu như có mất 100 đô thì nó cũng không đỡ tiếc hơn là so với việc là các bạn căng đét ở cái khung 24 giờ ở đây. Các bạn cũng có thể đánh cái khung 24 giờ ở cái chỗ min 250 đô này, 119 ở đây, mình sẽ quay về đây. Đấy là tùy các bạn thôi, nếu các bạn có nhiều tiền. Để mình make điểm xin.
Nhưng mà mình sẽ tạo ra cho các bạn là cái căng đét làm sao cho để đây 24 giờ. À đây, nó chỉ mở đến cái thằng này thôi, nó chưa mở đến hết đâu. Nó phải mở full đến hết, nó vẫn chưa mở hết, nó còn thiếu cái một kia. 112%. Đây, nó chưa chưa mở đến đủ cái 24 blend kia. Đấy thì nó vẫn còn cái cơ hội để cho nó chạy. Mình quên mất. Thì cái lúc mà nó mở cái hai cái blend lúc lúc vừa rồi ấy, mà mình chỉ nó là cao hơn đây là các bạn nhìn này. Hai cái blend này này. Đây, nó sẽ mở hai cái blend này. Đây. 119% và 122% khi mà nó mở hai blend này nó mới là nguy cơ cao, bởi vì chỉ còn hai blend này nữa thôi là nó chưa mở ở chỗ lại này. À ba ba chứ, đây 115, 119 và 122 thì ba blend này vẫn chưa được mở. Còn mới mở được blend này thôi. Đơn giản để cái đoạn này 112% là cũng khá là ấm áp rồi, và cái min 100 đô là mình cũng cảm thấy khá là ấm áp rồi. Đơn giản clip này là cái gọi là bung lụa ở cái đoạn này, để cho anh em có thể tiến hành bung lụa ở chỗ đoạn này. Mình nghĩ rằng là cái thu nhập là trong vòng một ngày, trong vòng 24 tiếng đồng hồ các bạn bung lụa thì như mình đây là 6 đô này, 6 đô là đi 12 đô rồi đúng không? Các bạn chơi 2 ngày cho mình thì các bạn có 24 đô. 24 đô đó xong rồi anh em quay lại mà chọn cho mình cái gói blend nhỏ nhỏ giọt. Đó là blend đây 107, 107% trong 24 giờ, min là 25 đô. Các bạn chơi đều ở cái mức blend này. Nếu các bạn chơi đều ở mức blend này, cái lãi suất của bạn sẽ là 26 đô một ngày. Thực ra cũng là rất là thấp, có nghĩa là một ngày các bạn chỉ nhận được 1 đô thôi. Đấy, khá là thấp. Nhưng mà khi chơi chơi cho đến lúc nào mà hai ba cái blend kia nó mở đủ cả thì như vậy là ok. Đây là cái đánh giá của mình về con web này. Còn cảm nghĩ các bạn sao có thể comment ở phần mô tả bên dưới. Còn bây giờ thì mình đi tiến hành rút tiền ở một số con web. Con đầu tiên, cái con này ấy, thì nó bị bê, nó bị kiểu như là bê thì về, perfect money không về, running. Con này thực ra mình đánh giá cũng thấp, nên là mình có thể bỏ qua. Ở phần tiếp theo là con Japan, thì con này hiện tại vẫn đang rút tiền một cách bình thường. Đấy, mình cũng đã rút tiền. Con này thì mình như là không rút được nữa rồi. Con này thì đang rút tiền một cách bình thường, mình cập nhật cho các bạn. Có một số những cái web mà mình có cập nhật ở trên link ở dưới phần mô tả, nó có Telegram ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là việc mình cập nhật ở trên đấy là chủ yếu, bởi vì cái nền tảng đấy nó tốt hơn là những nền tảng như kiểu Facebook. Đây thì các bạn thấy, nhìn thấy này, vẫn rút được tiền, con này vẫn rút được tiền này, đấy. Em này vẫn rút được tiền đấy, ở map. Về con này nữa thì mình cũng không còn mặn mà nó nữa. Con này thì mình vẫn vào thêm này, về phía con này thì mình vẫn vào thêm. Nói chung là những cái con này thì nó đang chờ chết. Thực ra là những con này là thuộc dạng đang chờ chết rồi, vì sắp tuần mới sắp đến. À, ending rồi này, đây này, đang chờ chết này. Đấy, mình đang chờ chết rồi, con này chết rồi này. Thôi con này thì mình đang chờ chết đấy, chờ nó ngủ hẳn. Bây giờ ending bê rồi thì mình cũng chờ nó ngủ hẳn. Đây, perfect money vẫn được, đang chờ ngủ hẳn. Có rất nhiều con mà các bạn không đầu tư vì ngon mà các bạn không đầu tư. Con loan này cũng được này, con fitness này cũng 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 fitness này cũng được này, các bạn cũng không đầu tư này. Đấy, khá nhiều con ngon mà các bạn không hề đầu tư, con này cũng được này. Kể cả con này này, rất nhiều con ngon các bạn không đầu tư. Con này nữa này, con này nữa này, huyền thoại nữa này đấy. À, nhưng huyền thoại thì nhiều bạn chơi hơn. Huyền thoại phang thì gọi là tới bến luôn. Huyền thoại thì không lạ lẫm gì nữa, bởi vì cái giao diện nó khá là ok, đâm ra anh em phang gọi là tới bến luôn. Huyền thoại thì mình vẫn đầu tư huyền thoại. Thực ra bây giờ mình đã chốt hết xong xong hết lời rồi. Mình đã nói các bạn rất nhiều về huyền thoại rồi, vì nó mang lại lợi nhuận quá lớn cho anh em rồi. Bây giờ chúng ta không có gì để mà nói nữa, mà bây giờ chỉ là chốt lời, mình sẽ tái đầu tư liên tục thôi, đến lúc nó chết thôi. Chứ nó kể cả con bit toang này cũng thế này, khá là ok, nhưng mà cũng không nhiều, không có bạn chơi đâu. Tất cả các bạn đều không chơi rồi, một số con after ngon thì lại cũng không chơi. Nói chung là anh em chỉ xăm xăm vào cái điểm yếu của mình ấy. Có nghĩa là trong tất cả những cái web mà rút tiền rất ok thì không một lời khoe, một lời khen. Ngập ngay đúng cái con nào mà nó chết thì các ông cứ dí vào kiểu giống như là nó có vết thương, người ta có vết thương ở đâu thì các ông cố gắng đâm vào cái vết thương đấy để mà dí rồi xoáy sâu vào đấy, xong bôi bôi thêm sát thêm muối vào cái chỗ đấy để nhằm hạ thấp mình đi. Nhưng mà thực ra là có rất nhiều những web ngon thì các bạn cố tình là ỉm những cái web đấy đi để cho mọi người không nhìn thấy, còn những cái web nào nó xấu nó ấy thì anh em lại cứ show ra cho mọi người nó thấy. Anh em ác quá, mình thấy các bạn ác quá.
68. Thì những con web ngon thì các bạn thường hay ỉm đi, còn những cái con mà nó xấu xa ấy thì các bạn cố gắng ấy, đưa nó lên. À, hình như con này cũng không còn rút được tiền nhỉ? À con này vẫn rút được tiền, đúng rồi, con này ngon mà, con này ngon, con này ngon, anh em cũng không đầu tư, mệt lắm đấy. Rất nhiều con ngon nhưng mà các bạn ỉm nó đi đấy. Ở trên clip này con này cũng vậy, con này một dạng con ngon nhưng mà không có bạn nào nói gì, không nói gì, không ấy gì, không chia sẻ gì, không làm gì. Đấy, kinh nó thế cơ. Ok, link web mình để phần mô tả bên dưới. Cảm nghĩ các bạn sao về web thể comment nó cho mình biết. Hôm nay là tối thứ bảy mình làm clip này thôi, và sau đó thì mình sẽ lên live stream ở trên kênh 9 Tech Live. Các bạn nhớ đón xem. Đấy, chúng ta có thể bàn luận nhiều hơn. Lúc đấy mình có thể trả lời trực tiếp cho các bạn, và mọi khi mình vẫn cứ ở đấy đều để mà trả lời trực tiếp cho các bạn. Thì như các bạn đã biết thì Facebook của mình đã bị chơi xấu và mình không thể vào được nữa. Và tất cả mọi giao tiếp đấy kiểu như vậy thì mình sẽ không giao tiếp những kiểu như vậy, mà chỉ có live stream trực tiếp mình, có mặt mình thì nó mới biết là mình. Còn không thì cái rất nhiều người sẽ mạo danh mình và lừa đảo. Chứ không phải là mình không muốn trả lời các bạn, mà là mình không muốn người ta mạo danh mình, thế thôi. Mạo danh như vậy thì nó sẽ lừa các bạn, và tự dưng các bạn cũng chả tin chắc gì nó lại. Xong các bạn lại bảo là chắc là thằng đấy, xong lại nhờ lại nó lại bảo là khi mà nó lừa được mình xong nó lại bảo là thằng khác mạo danh nó. Đấy, nhiều khi chúng ta không có gì để mà nói cả. Không, nếu như mà chúng ta không có cái gì giao tiếp với nhau thì chúng ta không có gì phải nghi ngờ nhau. Đấy, cứ mặt đối mặt. Ok, thì link ở phần mô tả bên dưới là mỗi lần mình live stream. Cảm ơn tất cả các bạn.